Trần Lưng Audio xin chào toàn thể anh em trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay bên Trần Lưng về được một số vang SISO T3 và vang số REV 6800 và giờ EV 67800 có hai dòng anh em nhé, dòng màu trắng và màu xanh. Dòng vang này dòng vang rất cao cấp, tích hợp cổng quang anh em ạ. Và phím chỉnh có mic EQ, reverb và chế độ FX và chế độ music EQ và chế độ recast, tức là gọi chương trình chỉnh chế độ e cho và chế độ mic menu và chế độ storage và server là chế độ lưu và enter là đồng ý chương trình, input là tức là chế độ đầu vào và có bốn nút là sang ngang sang phải, tức là và nút lên xuống. Sang ngang sang phải là nút tăng giảm âm lượng của mic và lên xuống là tăng giảm âm lượng của music, cũng là nút để chúng ta tăng giảm tất cả các chương trình để chúng ta lựa chọn ở các phím này. Đấy, nút sang ngang sang phải và lên xuống. Con vang này rất cao cấp. Đây là màn hình hiển thị chính có chế độ effect và M1, tức là chương trình M1 và BGM, tức là chế độ đầu vào, và mic đang là 27 và music 49. Và con vang này chỉnh cực kỳ chi tiết luôn, rất chi tiết anh em ạ. Đây là mặt sau của con vang. Con vang này sử dụng cổng quang này và kết nối chỉnh máy tính và có chế độ đầu vào BGM và VCR và kết hợp 4 đường AV để cho anh em chơi âm ly và 4 jack Canon cho anh em chơi đẩy, có sub và center và cổng L cổng R và có 2 đường mic đằng sau cho anh em dùng mic Canon. Thì con vang này cực kỳ dễ chỉnh, tùy đường mic EQ và reverb và chế độ FX và music EQ. Thì anh em nào dùng vang số rồi thì anh em chắc là hiểu cách chỉnh cái phần EQ. Nếu mà anh em nào chưa biết chỉnh và muốn khám phá thì mình sẽ làm trực tiếp cái clip để gửi cho anh em xem. Thì màn hình nó hơi chói nên là chưa làm được clip sắc nét để cho anh em xem. Đấy, thì vào phần music EQ thì nó sẽ hiển thị PHF, tức là cắt giải tần của bass, và LPF tức là cắt giải tần của giải chép của mic. Đấy, và sẽ vào mic thì nó có giải equalizer, có xem có mấy giải, tổng có 9 giải equalizer. Thì anh em chỉnh giải equalizer thì chắc anh em dùng vang số đã hiểu rồi. Đấy. Đấy, cái phần gain là tăng âm lượng và phần 100Hz tức là cắt giải tần, và phần G này tắt là phần zoom lại cái giải EQ nó gần xa. Đây thì anh em vào phần PEQ này thì anh em chỉnh lên xuống ở phần mic và phần âm lượng này để phần lên xuống và sang ngang sang phải và tăng chế độ vì hơi lóa lên là và cái nút phím này nó hơi xa nhau, nếu mà để xa này thì anh em không thể nhìn được, nên là mình cũng giới thiệu qua về các phím thôi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em lưu chương trình nhé. Thì đây trên phím này nó sẽ có nút server, thì anh em chỉnh xong chương trình này, xong chương trình các chương trình con van này đã hay rồi, thì anh em ấn vào phần server, nó sẽ hiển thị server 2 M1. Thì anh em muốn lưu chương trình M1 này thì anh em bấm vào enter nhé. Enter nó sẽ hiển thị chữ OK trên màn hình này. Đấy, OK trên màn hình. Thì anh em ấn nháy phát nữa thì nó ấn enter phát nữa thì nó sẽ lưu chương trình lại các cài đặt anh em đã lưu nhé. Đấy, rất đơn giản, và đặc biệt con vang này tiếng mic thì cực kỳ hay, nghe cho gì vào sắc nét mà giải equalizer của nhạc cũng rất hay. Đây, con vang này bên Trần Hưng Audio bán ra với giá thành là 2.200.000 bao ship cho anh em.
cam kết là con vang này cực kỳ cao cấp nhất hiện nay, vừa hàng vãi ra. Anh em nào muốn khám phá thì hãy liên hệ theo số điện thoại 0972 9 0972 951003 nhé. Mình ở Việt Trì Phú Thọ, chuyển hàng toàn quốc. Đấy, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của Trần Hưng Audio. Anh em hãy xem và đăng ký ủng hộ kênh Trần Hưng Audio nhé. Chào tạm biệt anh em.